Nó chơi là nó vừa ăn mà nó cũng ngộ là cái mà nó ăn nó nhả rồi để ý là nó không chịu nè, nó như em bé và nó phải quan tâm phải cho nó mới chịu ăn. Đây nè, đây nè con, đây nè một cái này nè. Ừ em không thấy, em thấy em còn nhỏ mà mới thấy. Ừ để ăn trên giường, vừa ăn vừa chơi baby mà. Nãy nó trên người nó bị rớt, nó nhảy xuống kịp cũng hay, không chịu đâu, phải lên người tôi à, cũng lên à, thấy không, cũng lên à. Cũng phải lên người bà vú mà mới chịu. Chị lại mì, chị rí lại mì, hấu cơm hơi he ớt, hấu cơm hơi he ớt. Ừ. Mà mi ghét vô cơm ok. Ừ. Yeah. Ừ. Ừ. Hai chân té lên đi, lên vai đi. Lên vai đi, chị lấy mì. Ăn nữa không? Ăn nữa thì xuống đi ra bà lấy vú lấy cái hộp rồi. Bà vú quên mất tiêu rồi, rớt mất, lo nó mất tiêu không biết nó đâu. Xuống đi, xuống đất đi. Xuống giường, xuống giường. Nó không chịu xuống, she doesn't like it up me. She really like me.